sao thắp sáng bóng đêm. Thương anh sáng ấy lăn đi nhanh lạ kỳ, tỏa sáng mang theo tương lai hy vọng. Sông dốc có lúc gặp ghềnh, từng bước hiên ngang dù muôn khó khăn. Sống với những khát khao đam mê trọn vẹn, một niềm tin tương lai tươi sáng. Tôi sẽ là vững vàng sống với một tình yêu, tình yêu vào đất nước, tình yêu vào ngày mới. Mang tri thức hiên ngang xây hoài bão để sẻ chia, và chung một niềm cao cả. Chúng ta quay trở lại, chúng ta giới thiệu đôi nét về mình đi. Con tên là Nguyễn Phương Linh, con năm nay 10 tuổi và con đến từ Hải Phòng ạ. Chị ơi, Hải Phòng chị ơi. Chị ơi, chị ơi. Còn con tên là Bùi Vũ Kim Anh, con năm nay con 10 tuổi, con đến từ Hải Phòng ạ. Dạ, một cặp đôi đến từ Hải Phòng. Nhưng mà Ốc ơi, lần này đội mình không có chọn thí sinh nên mình không có bị vô cái thế là mình mời bây gọi mà người ta không về. Bây giờ cứ nghe tới Hải Phòng là nó tuột huyết áp, nó choáng váng rồi. Bây giờ xin mời cặp đôi gia đình nhà mèo, đôi hên nhất. anh nói chữ hên mà nó trì xuống quá vậy? Không hên thiệt mà, bên đây đâu có bấm đâu là hên anh Khang, anh phải để ý là tại sao mà tụi em luôn chọn mà hên hay sao mà chọn ngay cặp đôi không à? Như thế này, tại vì luôn luôn cảm thấy được cái sự lửa thoải mái của các con. Thật sự bài hát này á, nếu mà nói về giọng á, thì cô Như cảm thấy là chưa thật sự mà thuyết phục cô Như. Nhưng mà chú Huy á, say qua chú Huy nói nghe cái giọng con nít lắm, nhưng mà có bè, có tập bè cho tụi nhau. Con có cái sự bè bối rất là rõ ràng. Và cô hy vọng là với cái lửa của các con đang có, với cái tiềm năng các con đang có, thì cộng với chú Huy, với cô và tất cả những người sẽ hỗ trợ các con, sẽ cho các con những tiết mục hay hơn nữa. Mà cô hy vọng là cô có thể hỏi thêm là các con có thể hát được một cái bài hát khác, nó thể loại khác không? Con hát dân ca đương đại. Thử nghe, thử bên đây hát được cái tôi gạt nữa nè. Thử đi. Con cứ hát không sao hết á. Bây giờ con cứ thuyết phục hết tất cả mọi người. Nếu như mà họ chọn con có về đội ai cô cũng chấp nhận, bởi vì con tỏa sáng, con xứng đáng với điều đó. Chấp nhận hay đứng khóc.
Con góp vô trời rồi. Không tin nói được câu này luôn á. Nghe không tin luôn. Con xin hát bài Đá Trong Chồng. Wow. Từ thuở hồng hoang đã thăng hoa, dừng lại một lần để đắn đo thức tình. Bay thăng hoa để rồi chờ đợi để hóa thành vọng phu. Bây giờ bạn là dân gian đương đại rồi đó, còn có thể loại nào khác không? Con cũng biết hát bài Giấc Mơ Cha Pi ạ. Ok, con thử đoạn đi. Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Rồi, cảm ơn hai con. Sau phần thể hiện vừa rồi thì chắc chắn là không còn nghi ngờ gì nữa. Hai con đã về với đội của gia đình Khả Như và Ngô Kiến Huy. Xin chúc mừng. Chung Bắc Nam.
Em nằm trong tôi là ngàn khúc dân ca, nơi tôi sinh ra tự hào biết bao. Máu đỏ da vàng, tôi là người Việt Nam. Dù đi năm châu cho dù về nơi đâu, chiều trái tim này cùng hát chung câu Việt Nam. Dùng đời chung Bắc Nam, Việt Nam trong tôi là ngàn khúc dân ca, nơi tôi sinh ra tự hào biết mấy. Máu đỏ da vàng, tôi là người Việt Nam. Dù đi năm châu, cho dù về nơi đâu, chiều trái tim này cùng hát chung câu Việt Nam. Chiều trái tim này cũng hát chung câu Việt Nam. Việt Nam, Việt Nam, tôi là người Việt Nam. Wow, cảm ơn tụi con với phần mở màn có thể nói rất là nhiều sự tự hào ở trong trái tim của người Việt Nam của chúng ta. Trên sân khấu là bản đồ hình chữ S, là màu đỏ, là màu vàng và là giọng ca của tụi con. Xin mời cảm xúc của chị Ốc Thanh Vân trước ạ, bởi vì là em ngồi em quan sát là chị rất là xúc động và rưng rưng ạ. Xin mời chị. Tuyệt vời đúng không mọi người? Khi các con hát ở khoảng nửa bài, lúc đó cô quay sang nhìn cô Đoan Trang và hai chị em làm như vậy đó. Tức là cảm giác giống nhau, tại sao hai bé này lại làm tốt đến như vậy. Các con hát không chỉ hay mà nó đầy cảm xúc, và ở trong cái giọng hát của con nó chứa đầy sự tự hào, một cái sự hào sảng của những người trẻ, những người còn rất trẻ nhưng mà trong họ đã được hun đúc tình yêu quê hương đất nước, và nó thể hiện một cách vô cùng tự nhiên. Cái nội lực của các con nó được thể hiện một cách nó rất là nhẹ nhàng và khiêm tốn, làm cho người ta cảm thấy cứ được nâng dần cái cảm xúc của mình. Nó đẹp và nó duyên dáng vô cùng. Cô thấy bạn nào cũng giỏi hết, bạn nào cũng có duyên hết. Các con chính là đại diện cho những cô gái Việt Nam của chúng ta trong tà áo dài, với mái tóc dài này, và con có thể đi khắp năm châu để nói rằng tôi là người Việt Nam. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Dạ, vâng cô. Chị Ốc ơi, các bạn nhỏ hát em nổi da gà. Chị Ốc nhận xét em nổi da gà tiếp tục á. Tự nhiên cái sự tự hào trong mình nó trỗi dậy rất là mạnh mẽ luôn. Thôi tiếp nối cô gái thứ hai ngồi ở hàng ghế ban giám khảo, xin mời chị Đoan Trang. Cô xem tụi con tập này là tập thứ tư rồi, nhưng mà cô vẫn rất là khâm phục hai đứa, Cát Viên với lại Phương Nhi. Hai bé này là tách riêng ra là hai cuộc thi khác nhau. Cái điều mà cô vô cùng khâm phục hai đứa con là hai cái cá thể khác nhau mà vào trong đây, hai đứa con thông minh lắm. Thông minh ở chỗ là mình hiểu là mình vào trong đây là hai đứa là sẽ làm một, cho nên phải hòa nhập với nhau. Và thực sự tính tới giờ phút này cô thấy hai đứa rất là thành công. Thành công ở chỗ có những cái đoạn lúc đầu hai đứa bung lực nhẹ đều với nhau, qua từ cái đoạn mà điệp khúc trở đi là phải đưa lên cao trào với cùng hợp với âm nhạc này kia, thì hai đứa con bung giọng ra để đẩy lên, và hai cái âm lượng đó ngang như nhau, qua phân bè tất cả mọi thứ đều rất đẹp. Cộng với cái hình ảnh của tụi con tạo hình ngày hôm nay quá đẹp, đây là một tiết mục vô cùng thành công. Chúc mừng hai con. Cảm ơn cô. Chắc chắn là anh Long Nhật cũng cảm thấy rất là ấn tượng và bất ngờ đúng không anh? Không biết là ngay bây giờ anh muốn chia sẻ điều gì với hai con? Cái thứ nhất là chú Lâm Nhật thương mến chào hai con, Cát Viên vậy là Phương Nhi nhé. Hôm nay hai con đẹp lắm, đẹp, đẹp cả hình ảnh, cả âm nhạc và cả cái thần thái, cái tâm hồn người Việt Nam là rạng ngời. Hồi xưa chú đi học á, thì chắc là chị Đoan Trang còn nhớ cô dạo dày là phải là tròn rọ và trong, tròn vành rọ chữ vành rọ trong, thì tất cả những cái yếu tố đó cả con đạt được hết rồi. Tròn vành rõ chữ và trong, các con hát rõ lời rõ mồn một như vậy á, bởi vì các con nói về tất cả mọi người, nói về thế giới nghe, tôi là người Việt Nam, Việt Nam tôi đẹp như thế, tôi yêu Việt Nam và đất nước của tôi, chúng tôi là như thế, các con hát rõ rõ từng lời thì mọi người mới hiểu các con đang nói gì, các con đem cái thông điệp tốt đẹp và tự hào như thế. Mà cuối cùng cái bản đồ chữ S là sự thật là cả ba người ngồi ở dưới này là cảm thấy là muốn khóc. Một đứa nữa con.
chịu nói một câu rằng là chú yêu các viên vị Phương Nhi. Quá tuyệt vời, xin được cảm ơn ban giám khảo. Về nhớ coi lại trên YouTube nha, và chia sẻ với những người bạn của mình, bởi vì mình tự hào là người Việt Nam đó tụi con. Một tràng hót tay chúc mừng cho Phương Nhi và các viên. Các con ơi, thiệt sự các con làm cho các cô chú ở đây, tất cả quý vị khán giả mơ tới Đà Lạt dễ sợ. Có rất là nhiều những cái không gian đẹp, chị Ốc hả? Tự nhiên các em nhớ tới sữa đậu nành nóng, rồi củ khoai lang nướng ấy. Chị thì nhớ đến những khu vườn hoa rất là đẹp, và gió nhẹ nhẹ, xe xe. Hay mình ngồi bên Hồ Xuân Hương đi, xong kêu hai anh này đứng kế bên hát cho mình nghe. Là tan chảy. Trời ơi, tê tái. Tâm hồn. Sao chị Ốc? Mình tưởng tượng đủ rồi, bây giờ mình quay trở lại với thực tại đây nè. Hai chàng trai ngày hôm nay nhỏ xíu à, vậy mà có thuyết phục được chị hay không thông qua cái liên khúc này ạ? Có cảm giác là các con lớn hơn rất là nhiều so với tuổi của mình, bởi vì cái sự điềm tĩnh đó. Tính Bảo có vẻ dạo này con cao hơn ha. Chắc lần nữa mà gặp lại chắc con bằng chú Minh Xù luôn á. Có thể luôn á chị. Còn bữa nay Thái Hà cũng cao lên nè, nhờ cái tóc lên đụng khúc luôn. Không phải chị ơi, bé biện minh dạ con mang giày độn. Không, con vẫn thấy là con cao lên, còn nói về giày độn hả? Chú Minh Xù độn nhiều hơn con. Chị Ốc mình tiếp tục được không chị? Dạ vâng, mời chị ạ. Với bài hát thì cô Ốc cũng không có nhiều về nhận xét hay là góp ý, là bởi vì từ đó tới giờ thì Tấn Bảo vẫn là một giọng ca rất là mượt mà và truyền cảm. Còn Thái Hà thì lúc nào anh cũng như vậy hết, cái giọng ảnh giống như là đĩa vậy đó. Dạ. Bật đĩa vậy chứ không phải là hát live. Nhưng mà chỉ có là ngày hôm nay các cô chú để ý một chút về âm thanh hả chú Đông Nhật ha? Tấn Bảo hôm nay con rất hay, và con hát rất là tốt luôn. Nhưng mà Thái Hà đó thì chú thấy là, tại vì chú biết con từ con hai đứa là đã từng đoạt quán quân về Á quân trong những cái cuộc thi khác, và chú theo dõi chú biết là cái lịch sử của hai đứa là lẫy lừng lắm. Nhưng mà hôm nay dường như cả con hát chưa hết phong độ của mình. Em cũng cảm giác như vậy. Hát chưa hết phong độ của mình. Có thể là tụi con tới sớm rồi chờ đợi từ trước đến giờ rồi sửa soạn. Nhất là Thái Hà, con hát không đúng phong độ của con. Nếu như con được nghỉ ngơi và chuẩn bị tốt hơn thì con sẽ hay hơn nhiều nữa. Nhưng mà dầu sao đây là một tiết mục mà làm cho chúng rất là xúc động. Cảm ơn hai con nhiều lắm ha. Dạ, cảm ơn Long Nhật. Chào chú Minh Sự bên Giật chút xíu. Dạ, phải tưởng tượng Đà Lạt cho nó lạnh quá quéo. Giọng ca nó cũng quéo lại xíu nhẹ. Dạ. Cô Đăng Trang ơi, không biết là cô có chia sẻ điều gì ngay bây giờ không ạ? Xin mời cô. Cái bài Thương Về Miền Đất Lạnh á, là một cái bài mà
coi như hồi nhỏ là cô Đoan Trang có được đi Đà Lạt với ba mẹ một lần lúc nhỏ xíu à. Sau đó rất là nhiều năm không được đi Đà Lạt, mãi tới khi mà đi hát là cái năm 2002-03 gì đó thì mới được làm cho một cái MV, thì làm cho cô cái bài Thương Về Miền Đất Lạnh, cho nên được quay trở lại Đà Lạt quay. Cho nên hồi nãy thấy tụi con hát bài đó cô thấy rất là xúc động, nhớ tới Đà Lạt, nhớ tới bài hát đầu tiên của mình vân vân. Với cái bài của tụi con thì cô thấy nhẹ nhàng, đáng yêu, dễ thương. Nhưng cô chỉ nhắc Tấn Bảo con có một cái khuyết điểm nhỏ, cô mong là con sẽ sửa từ từ chứ không thể nào sửa ngày một ngày hai được. Đó là cái phát âm của con, cái nhã chữ của con thoải mái cái hàm ra, còn con hơi bị nghiến vào bên trong thì như vậy rất là bị bất lợi cho những cái nốt cao. Mở đó con, mở ra. Ừ, mở mời thêm chị Ốc ra. Dạ, có sự hùng biện ở đây ạ. Dạ, tại vì Tấn Bảo hồi đó là đội của cô Ốc với lại chú Dương Triệu Vũ mà. Cho nên là Tấn Bảo là một cậu bé đến từ Hà Nội. Tấn Bảo là người Bắc mà con hát lại là dòng nhạc miền Nam. Miền Nam. Thành ra là đôi chỗ đó cô Đoan Trang sẽ hơi có một chút cái khuôn hàm và cái phát âm nó sẽ không có được mềm mại như người miền Nam, nhưng thực sự cũng là một sự cố gắng, nhưng mà không sao, mình chỉnh từ từ con ha. Cái đó là cái cách hát của con, thì cái cách hát đó, nhưng ngày hôm nay là tập thứ tư của cặp đôi Vàng Nhí, cô được gặp con thì cô mong là khi ngày hôm nay áo hồng. Cô nói thì cô mong là con nhớ, để từ tuần này trở đi có thể biết đâu con khắc phục được cái đó. Cái đó nó sẽ chỉ tốt cho con thôi. Để khi con hát á, cái cách hát của con nó thoải mái hơn, nó nhẹ nhàng hơn, con đỡ mệt hơn. Còn với Thái Hà thì có thể hôm nay con mệt hơn chút xíu thôi. Nhưng với cô, lúc nào giọng hát của con cũng như một cái tiếng chuông ngân hết á. Chúc mừng hai con. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Lần này phải lên Đà Lạt cho nên hơi lạnh nhẹ đúng không? Cho nên là mọi thứ nó quéo là nhẹ. Nhưng không sao cả tụi con thân mến. Có các cô chú ở đây sẽ giúp tụi con để ý nó chi tiết hơn, để mình có thể tập cho nó tốt hơn ở những vòng thi tiếp theo nhé. Và một lần nữa, một tràng hỗ tay sẽ được chúc mừng cho Tấn Bảo và Thái Hà. Chúc mừng tụi con. Trên bờ đê hương gió đông ùa về, chiếc lá non xò xương rơi ướt trên lòng đường. Nhà ai đốt sương nướng khoai thơm nức ra bên ngoài, xò sương ướt cay khóe mi đưa bước chân tôi đi về với đông. Như phút giây đầu tiên không vấn vương muộn phiền, mùa đông rét căm mỗi đêm trong giấc mơ hôm nào, được như lúc thơ ấu xưa đưa bước chân tôi đi về với mùa đông rét căm mỗi đêm trong giấc mơ hôm nào. Về với cơn mưa phùn để biết cái tay còn run, ngồi xí xoa bên bếp hồ, mẹ đắp chân cho con, mẹ hát câu ru à ơi, về với đông như lúc xưa. Về với con mưa phùn để biết cái tay còn run, ngồi xí xoa bên bếp hồ, cho con mẹ hát câu ru à ơi, về với đông như lúc xưa. Về với cơn mưa phùn mẹ hát câu ru
từng hồi. Rồi đã đi ngủ đông, trâu đã thôi ruộng đồng. Nơi cuối sông nhà tôi vang tiếng chuông từng hồi. Tụi con thân mến, tụi con lại mang một màu sắc hoàn toàn khác, già dặn dễ sợ luôn vậy đó, mà làm cho ba giám khảo ngồi phía dưới kia là cảm thấy là phải lắng nghe từng câu, từng lời, từng chữ tụi con hát ra. Rất là trưởng thành đúng không ạ? Cô Đoan Trang thân mến, cô thấy sao cô? Đây là Đức Vĩnh với Quỳnh Anh mà cô mong chờ. Thật sự cô mong chờ. Tại vì cô luôn nói với tụi con là với dân ca thì nghe tới Đức Vĩnh với Quỳnh Anh là mọi người phải nể phục. Bởi vì các con còn nhỏ mà các con có một cái dòng máu dân ca nó chảy trong cái con người mình. Tụi con am hiểu dân ca, tụi con hát hay dân ca. Và tụi con đã đạt được một cái giải thưởng rất là lớn trong một cuộc thi khác. Và với cặp đôi vàng nhí, cô muốn nhìn thấy tụi con khác hơn. Khác hơn có nghĩa là không phải tụi con làm khác đi cái gì mình đã có, mà những gì mình đã có đó là cái điểm mạnh của mình, cái thế mạnh của mình. Mình vẫn luôn giữ nó. Nhưng với một cuộc thi, mình có quyền, mình có cơ hội để mình thể hiện mình ở những cái dòng nhạc khác cũng được, ở những cái phong cách khác cũng được. Và làm sao mà làm tốt để cho người ta ngưỡng mộ mình, đó chính là sự thành công. Và ngày hôm nay cô thấy cô ngưỡng mộ hai đứa. Ngày hôm nay tại sao mà tụi con lấy được cái tình cảm của cô, bản thân cá nhân cô rất nhiều? Bởi vì thứ nhất là tụi con thể hiện một cái màu sắc âm nhạc khác, đó là một cái bản lĩnh rất lớn. Cái thứ hai, tụi con làm nó rất sâu. Tụi con không cần phải trưng trổ gì quá nhiều. Đoạn đầu hát rất đẹp, rất là đẹp. Chuyên môn, kỹ thuật, tất cả mọi thứ đều rất tử tế. Và một cái đoạn cao trào đẩy lên, tụi con làm đúng cái đoạn đó rất chính xác, rất tốt. Cô rất là mừng, cô rất là thích cái tiết mục này. Cảm ơn tụi con. Cái điều đáng quý ở đây là tụi con phát triển từng tuần. Cô Đoan Trang là ngồi từ đầu cho tới bây giờ, chắc chắn là cô Đoan Trang sẽ hiểu về giọng ca của tụi con nhiều nhất và cái hành trình tụi con trong chương trình này nhất. Cho nên là ngày hôm nay đã đúng không cô Trang? Vậy mời cô Ốc, để coi cô Ốc Thanh Vân có đã giống vậy hay không ạ. Xin mời cô. Cô không phải đã mà là cô rất rất đã. Vỗ tay cho sự đã của cô Ốc. Hồi nãy cô nghe cô Đoan Trang nói, cô rất là nhiều lần muốn dùng những cái từ khác để nói về các con. Tại vì cô Đoan Trang nhắc đi nhắc lại rằng rất giỏi, rất nội lực, rất khác. Và giờ tới cô cũng nói y chang luôn. Tại vì thật sự là không có những từ khác để nói về các con. Cô khẳng định một điều, nếu như không phải là những đứa trẻ có tâm hồn đẹp, các con sẽ không thể hát được bài hát vừa rồi. Tại vì bài hát này nó quá đẹp và nó phiêu lãng như một giấc mơ. Giọng hát của mình vốn đã đẹp rồi, lại thêm sự tận tụy cố gắng của mình để thay đổi dòng nhạc của mình mà mọi người vẫn quá quen thuộc. Cộng thêm đó là cái cảm xúc của mình và cả sự rung cảm vốn có của những đứa trẻ đặc biệt và chỉ có ở những người nghệ sĩ. Cô nghĩ rằng tất cả những yếu tố đó cộng hưởng lại đã tạo nên một tiết mục. Nó vừa mong manh, nó vừa sương khói, nó vừa nhẹ tênh nhưng mà nó lại đủ đậm đặc và đủ sâu. Cô cảm ơn các con về tiết mục này. Cảm ơn. Bất lợi của cái chàng trai này là đang vỡ giọng đó chị Ốc. Nhưng mà thật sự cái bài này quá hợp với giọng của hai bạn luôn. Cho nên là con không có để lộ ra cái việc đó và con làm rất là tốt. Không biết chú Long Nhật có cảm xúc như thế nào ngay bây giờ, xin mời chú. Trước hết là chú chào hai con Đức Bình với Quỳnh Anh. Mà chú nói luôn chú là khán giả của hai đứa đó. Wow. Chú yêu Đức Bình từ cái lúc mà đầu tiên mà chú bắt đầu lúc con nhỏ lắm, nhỏ xíu à. Lúc con ở ngoài Bắc, mày vào Bắc Ninh à con hả? Con làm thì mau đó là chú đã yêu con lắm rồi đó. Mà con là một cái người nghệ sĩ biến hóa khôn lường. Dường như dòng nhạc nào con vào một cách nó cũng ngọt như vậy á. Chú nghe con ca cải lương luôn rồi á. Còn Quỳnh Anh thì là người Đà Nẵng, là phe tôi rồi. Miền Trung là chú thương lắm. Nên là tại vì chú Lâm Nhật là người Huế. Và có một điều thế này nè, cái không gian của cái bài hát tối hôm nay cả con dành cho chương trình là Về Với Đông của Vũ Minh Tâm. Chú nghe nó nhiều cái cảm xúc, nhiều cái kỷ niệm nó ùa về. Ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó. Về kỹ thuật thanh nhạc là cô Đoan Trang đã nói rõ ràng rồi. Cả con có một cái luồng hơi, một cái cuộc hơi. Và cái phát âm nhạc chứ con, cả con cũng là người ngoài Bắc mà cả con hát. Con cũng mở nhớ nha, là mở khẩu hình tròn vành rõ chữ. Và có một điều chú rất là yêu cả con nữa là cả con rất là khôn ngoan. Mà nhân đây chú cũng nhắc tất cả các thí sinh trong chương trình mình, những đoạn nào mà cao, những đoạn nào mà khó thì đừng di chuyển, đừng có đi, để lực hát cả đã.
qua những cái đoạn khó, những cái trường đoạn, những cái cao độ khó khăn đó có đã. Từ những cái đoạn mà dễ thì hãy di chuyển. Và tụi con đã làm tốt điều đó. Hôm nay hai con tuyệt vời. Chết rồi, cặp nào cũng tuyệt vời như thế này thì làm khó ba giám khảo quá đúng không ạ? Thế nhưng dạ em vẫn còn hai cặp nữa, còn nặng ký không kém. Nhưng trước khi đó hãy dùng một tràng hỗ tay ủng hộ và chúc mừng cho cặp đôi này, Quỳnh Anh và Đức Vĩnh. Dạo qua những lối đó, nụ cười luôn trên môi, có bạn gần bên tôi. Ta hãy cứ sống hết mình, chờ số điều chi, và cho nhau khoảnh khắc để sẻ chia ước mơ. Có nghe không thế giới chào đón, chân hay bước nhanh hơn, thời gian cứ trôi. Sao ngồi chờ ai mang niềm vui, tôi che trong ta chỉ một lần đến thôi. Hãy cùng để ước mơ bay lên trong giây phút này, bạn cứ nắm lấy tay tôi. Hãy vượt từ sống với chính mình, tự do với đời, đừng để hoài luyến tiếc. Cứ lại gần nhảy múa cùng tôi, say sưa nữa đi, còn đắn đo điều gì. Cứ lại gần và hát cùng tôi, quên đi nỗi buồn, gọi niềm vui tới. Trong ta chỉ một lần đến thôi. Hãy cùng để ước mơ bay lên trong giây phút này, bạn cứ nắm lấy tay tôi. Hãy vượt từ sống với chính mình, từ sống với đời, đừng để hoài luyến tiếc. Cứ lại gần nhảy múa cùng tôi, say sưa nữa đi, còn đắn đo điều gì. Cứ lại gần và hát cùng tôi, cô tiếng ru hời
khuya sớm dài dầu chưa con lớn thôi. Trời ta
trống vàng, nhảy múa lắc lư cho đời đắm say. Sáng mai lướt qua bầu trời ngất ngây, vào ngày ta sẽ cùng sáng như ngàn sao trên trời cao. Anh sẽ trôi lên, anh sẽ trôi lên, sẽ hết bao tối quanh đây. Bạn ơi, cùng tôi hát lên nào, cháy lên nào. Bao nhiêu con tim, bao nhiêu con tim tan theo tiếng ca. Đừng quên trong những góc tối, nào mời bạn thân hãy bước đến cùng tôi. Anh sẽ trôi lên. Ăn xoài hương thơm đồng lúa chín
có đôi khi trên con đường dài tơ bước tôi sẽ gặp nhiều khó khăn, có đôi khi tôi nghe mọi người vẫn nói nhưng cố gắng sẽ không bao giờ đạt được đâu, dù biết sẽ có đớn đau và mất đi hy vọng tôi vẫn bước tiến về phía trước, vì trong đêm tối niềm tin còn mãi luôn đong đầy, một khát khao đang thức cháy. Giờ đây là lúc con tim này được hát lên, giờ đây là lúc tôi đang được làm chính tôi, dù cho ngày tháng còn đã những trong gai, ai biết được tôi vẫn đi về phía trước trên con đường mới. Mơ sẽ mãi chỉ là mơ ước khi tôi hoài nghi chính mình, những nỗi đau có thể làm tôi ngã nhưng niềm tin sẽ không bao giờ mất đi nó. Tháng cứ thế trôi qua, cuộc sống bao bờ ngờ, tôi vẫn vững bước tiến về phía trước, trong đêm tối niềm tin còn mãi luôn đong đầy, một khát khao đang thức cháy. Giờ đây là lúc con tim này được hát lên, giờ đây là lúc tôi đang được làm chính tôi, dù cho ngày tháng còn đã những trong gai, ai biết được tôi vẫn đi về phía trước trên con đường tôi. Thank you.
con ơi, ra đây mà con cá hồi lội nó bò lên bờ, hai mắt trơ trơ nhìn trước nhìn sau. Dưới làng trên cái số hỏng chồng lo chuyện bao đồng. Tâm ơi tâm, nhiều chuyện cái mà nhiều chuyện. Ôi tâm ơi, giờ riêng mà bị giờ riêng. Con vịt chết chìm đã nổi trên sông, gà hi nhện kêu chuyện không nói con. Sống chung trong làng trong xóm người ơi, nhiều chuyện mà làm chi chẳng hay ho gì. Bà con cô bác chê cười. Tâm ơi tâm, nhiều chuyện cái mà nhiều chuyện. Ơi tâm ơi, dơ duyên hồi bị dơ duyên. Con ngựa có sừng cát cuốn chỗ bông, mèo gái chuột bay chuyện không nói con. Nắng mưa vui buồn đen trắng thị phi, nhiều chuyện mà làm chi chẳng hay ho gì. Đừng để bà con thank you.
tràn trề. Bao nhiêu năm qua xa vắng nhà nhớ thương đậm đà, rồi bỗng dưng nước mắt rưng rưng gặp lại nhau phút giây mừng. Lâu lắm rồi khi nhắn nhớ tim nức nở đời như giấc mơ. Tình quê vắng rồi đâu quên được những ngày đầu nói. Tình quê vắng rồi đâu quên được những ngày đầu nói. Tình quê vắng rồi đâu quên được những ngày đầu nói. Rất chia muôn phía, cùng cho bao ước muốn cho ngày mai. Ta cùng giấc mơ cho tương lai. Cảm ơn trời, người ban cho ngày vui khó quên trong tôi. Yêu người cho tôi bao câu ca tuyệt vời. Hẹn yêu làm cho tôi đỉnh cao quý trong cuộc đời. Tình bạn ta mãi mãi không hề phai. Ta cùng bước trên con đường dài. Cảm ơn trời, người ban cho tình thân khó phai. Yêu em đời. Trong cuộc đời and you là ngày bản thân tôi sẽ chia muôn phiền. Cùng chúc mọi ước muốn cho ngày mai. Ta cùng giấc mơ cho tương lai. Cảm ơn trời, người ban cho ngày vui khó quên trong tôi. You người cho tôi bao câu ca tuyệt vời. And you là người cho tôi tình cao quý trong cuộc đời. Tình bạn ta mãi mãi không hề phai. Ta cùng bước trên con đường dài. Cảm ơn trời, cho tình thân khó phai. You and I, một mình ta đã cho nhau niềm tin. You and I, ngày đêm ca hát cho vơi sầu đau, và ta sẽ nhớ nhau.
hát di dời như lời ru từ thơ ấu thơ, nghe lời mẹ hát mơ màng con say, dòng đời đã cuốn xa vòng tay mẹ, bao nhiêu đắng cay u buồn, lời ru của mẹ vẫn thăm đượm tình yêu thương. Lời ru còn đó vang vọng bốn bề nơi tim con, lời ru mãi ghi nhớ âm thầm. Thời gian trôi qua thật mau, bóng dáng mẹ đã phôi pha theo tháng ngày, và giờ mỗi đứa một phương, bao nhiêu giọt yêu thương đã chia hết rồi, lời ru xa rồi giấc mơ thơ ấu vẫn mong cho con ấm em một đời, hạnh phúc khi con cười, yên lòng khi thấy con vui. Mẹ đã nâng con dậy khi con ngã trên đường đời, dù cho nắng đã phai tàn, dù cho tóc đã pha màu buồn, cho dù mắt nhắm tay buông, dành cho con hết mọi nguồn yêu thương. Dù còn đó vang vọng bốn bề nơi tim con, lời ru mãi ghi nhớ âm thầm. Thời gian trôi qua thật mau, bóng dáng mẹ đã phôi pha theo tháng ngày, và giờ mỗi đứa một phương, bao nhiêu giọt yêu thương đã chia hết rồi, lời ru xa rồi giấc mơ thơ. Tóc đã pha màu buồn, cho dù mắt nhắm tay buông, dành cho con hết mọi nguồn yêu thương. Vẫn mong cho con ấm em một đời, hạnh phúc khi con cười, yên lòng khi thấy con vui. Nắng đã phai tàn, dù cho tóc đã pha màu buồn, cho dù mắt nhắm tay buông, dành cho con hết mọi nguồn yêu thương. Mẹ đã nâng con dậy, đã nâng con dậy khi con ngã trên đường đời, dù cho nắng đã phai tàn, dù cho tóc đã pha màu buồn, cho dù tay buồn, dành cho con hết mọi nguồn yêu thương. Mẹ đã nâng con dậy. Kính chào ban giám khảo cùng toàn thể quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, con người ta có thể đi khắp năm châu bốn bể suốt cuộc đời, nhưng những cảnh đẹp muôn hình vạn trạng, những cảnh nhộn nhịp hào nhoáng của chốn đất khách quê người cũng không thể níu giữ tấm lòng của người con xa quê
yêu quê, nhớ quê và niềm khát khao mong chờ một ngày không xa được trở về quê hương yêu dấu. Quê hương là cội nguồn im bóng kỷ niệm tuổi thơ, nâng niu bước chân con người trên đường đời, là chốn bình yên để con người tìm về sau những chuyến đi ngược xuôi bôn ba vất vả. Tự hào biết mấy khi được sinh ra trên mảnh đất Việt Nam, Tổ quốc thân yêu đất mẹ hiền yêu dấu. Chẳng thế mà thi sĩ lang xa đã từng thoát lên, có nơi đâu đẹp tuyệt vời như sông, như núi, như người Việt Nam. Còn nhà thơ Nguyễn Đình Thi thì viết: Việt Nam đất nước ta ơi, mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn, cánh cò bay là rập rờn, mây mở trên đỉnh Trường Sơn sớm chiều. Và nhạc sĩ Thanh Sơn trong ca khúc Quê hương ba miền cũng đã chắt lọc vô vàng lời hay ý đẹp để gửi ca về đẹp non nước Việt Nam trải dài từ Bắc vào Nam. Với sự vân tĩnh giọng điệu vùng miền một cách rõ ràng, bài hát như muốn lý giải mối tương quan giữa điều kiện đất đai khí hậu với đặc điểm tính cách con người ở ba miền khác nhau. Miền Bắc có thiên nhiên trù phú thanh sơ, nên con ngựa ở đây thường sang trọng chỉnh chu. Miền Trung hát nhịp dư rồi đã tạo cho con người nét đỉnh cấp điềm đạm đầm thắm. Miền Nam có đất đai màu mỡ, nên con ngựa ở đây thường cởi mở hào phóng. Mở đầu bài hát là miền Bắc thân yêu, mảnh đất nằm ngay đầu chữ S của đất nước, nơi là thiên nhiên u ám băng tầng nhiều dây lăng thắng cảnh đẹp và bậc nhất Việt Nam. Vẻ đẹp non nước hiệu tình nơi đây còn khiến biết bao du khách trong và ngoài nước đắm say. Ngào sâu lắm của người dân nơi đây, thiên nhiên
đã ban tặng cho rừng châu thổ này hệ thống sông rạch chằng chịt, đất đai màu mỡ, đầu lúa thẳng cánh cò bay, và thành phố Sài Gòn hoa lệ chính là tâm điểm của mặt đất đáng tự hào này. Cái máy nói bây giờ thì Đại Nghĩa nhìn thấy giám khảo đang dòm bé bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cô bé này nói bất chấp địa hình, nãy bưng bá trên cao đầu bài, bá nói mình đã sợ rồi, tội nghiệp mấy người vũ công đứng bên trong run lẩy bẩy, hai chân run rẩy, mồ hôi đổ ra như tắm, mà bà vẫn cứ nói. Hạ bà xuống, bà vẫn nói. Sau đó tôi thấy có một cái cô vũ công bưng bà lên trên cái bục, bà cũng nói. Cô Việt Hương là thua con luôn đó. Cô Hương là nổi tiếng là nói không ngưng nghỉ, nói không thở. Mà cô Hương bây giờ là coi như là tuột máu não với con rồi. Tuần trước á, khi mà con thi xong á, là trong đầu của cô về là toàn là chú Sóc sang nhà chị hai đang ngồi cọ chậu, và sang nhà chị ba đang ngồi xe chị. Rồi còn hôm nay thì ước mong khát khao mong đợi một ngày được trở về quê hương yêu dấu. Trời ơi, sao mà giỏi dữ vậy? Cô biết là con là một cái cục ngọc rất là sáng trong cái đội của chú Quốc Đại, cho nên các cô chú cùng hợp tâm lại làm cho con một tiết mục rất là hoành tráng. Tuy nhiên cô thấy là con không có cần phải dựng cái gì hết trơn, con đứng không đó, con làm cái này cái kia, ba miền của con là quá đủ rồi, đúng không? Và một cái nữa là cô rất là khen con, đó là con rất là bản lĩnh. Mặc dù con ở trên cao hay là khi con được đặt xuống thì con vẫn rất là bình tĩnh, vẫn nói ha, cho hung miếng đi. Dạ, à, cô đang trang hung con miếng kìa. Rồi, rồi ông ấy đứng đây luôn cũng được. Đứng đây luôn đi. Đúng rồi, nhận xét. Khoan, để cho nói trước đây đi. Đúng là trời đất, ông bà cha mẹ của con đã sanh ra con để con nói. Chị nói Hằng, hay chị Hằng. Nữa chứ phải rồi. Em xin góp ý chị chút xíu. Em xin phép chị, em phải chen chị thôi. Chị chen chị Hương được mà, em phải chen chị. Nếu như mà cái tình huống vừa rồi á, phải nói là trời đất, ông bà cha mẹ sanh con ra cho con một cái khả năng nói, chứ đâu ra mà trời đất ông bà cha mẹ sanh con ra. Chị vậy. Trời ơi, cảm ơn thầy Quốc Đại. Trời ơi, em đã tìm đủ mọi cái sáng nhất, đẹp nhất để tạo dựng cho một cái tiết mục này. Cảm ơn em rất nhiều. Vô! À, các bạn có biết đó là khi mà mình hát một bài hát á, mình sẽ được giống như hồi nãy Việt Hương nói đó, là một bài hòa âm. Và mình có thể theo cái bíp nhạc, và cái nhạc lên xuống là do cái người hòa âm nó có hay hay là dở. Hát cải lương cũng vậy, chúng ta có thêm vũ đạo, chúng ta có thêm bài bản, chúng ta có những cái ánh mắt, những cái tay chân điệu bộ. Nhưng riêng cái nghề nói, cái nghề rất là khó. Nói mà không đúng thời sự á, người ta nói chứ cũ. Mà nói đúng thời sự á, người ta nói là đem ra để châm biếm. Cho nên cái nghề nói nó lại không có một cái điểm dựa nào hết. Và lúc nào cũng phải cập nhật thời sự. Và quan trọng nhất, chả có gì hỗ trợ mình ngoài cái là cái gì? Kiến thức và
bằng cách nào trời cho không líu lưỡi và trí nhớ phải tuyệt vời. Với một cái đứa bé 5-6 tuổi thì tôi không thể nào tôi nghĩ là bé được nhớ luôn cả tác giả. Thanh Sơn đã viết bài này, tác giả thơ này viết bài kia, và câu cú nào nằm ở chỗ đâu, điểm tựa nào để xuất phát ra một lời hát. Tại vì bé là khả năng của một cái tài, chứ không phải là chấm về ca, chấm về nói, chấm về diễn, mà đây là bao gồm trong một cái tiết mục đầy đủ cái tố chất. Còn gì nữa, năm nay đã kiếm được siêu nhí rồi. Dạ quý vị thấy không, bé nói về ba miền là ba cái giọng khác nhau nha. Miền Bắc nói giọng Bắc, miền Trung nói giọng miền Trung, miền Nam nói giọng miền Nam luôn. Quá tuyệt vời cho một cô bé 5 tuổi, cho chú Nghĩa Hùng miếng. Rồi, chúc mừng con gái. Chạy ra với thầy Quốc Đại, cái ôm cái hung thầy cái luôn nè. Mình coi căn nhà khác được không con? Sao con cứ nhìn chăm chăm vô cái ngôi nhà này hoài vậy? Ông ơi, em cho con ở nhà này đi ông. Con muốn ở nhà này hả? Nhà này con sẽ buồn đó. Bởi vì chỉ có một mình mẹ con thôi. Cha thì đã mất rồi, bà ngoại thì cũng mới vừa qua đời. Con ở trong đó cô đơn lắm. Ông ơi, nhưng con thấy mẹ chăng cô đơn, con thương mẹ chăng. Ngày nào mẹ chăng cũng viết thư cho bà ngoại hết á. Để con đọc cho ông nghe nhá. Ừ. À mẹ ơi, cháu mẹ hôm nay tròn 5 tháng rồi đấy. Trộm vía, con bé khỏe lắm. Mẹ đừng lo mẹ nhé. Hôm nay con tăng ca, mang thêm chục cái áo, kiếm thêm chút tỉnh, chờ ngày con bé ra đời. Mùi dầu mái may, mùi vải công nghiệp, mùi ngọt ngào của hàng trăm con người chen chúc trong cái xưởng bé xíu. Nên con cũng hơi mệt một chút, nhưng không sao. Tăng ca về trên xe buýt, dầu che lớn hơi đông, dầu đường về hơi xa, nhưng mọi người đều nhường chỗ cho con ngồi hết. Sài Gòn tuy đông đúc, nhưng tấm lòng vẫn ấm áp lắm mẹ ạ. À mẹ ơi, con nghén thịt nghén cá lắm. Về đến nhà nhìn thấy miếng xương lúc chiều, con lại ngấy chẳng muốn ăn. Con phải ít sữa ông thọ công ty cấp đầu tháng uống cho đỡ đói. Vậy mà con bé nó khỏe lên liền. Chắc cháu ngoại của mẹ có hiểu, sợ con tốn tiền đấy mà. Nó còn đạp con mấy cái đau điếng vậy đó. Thì con bé này chắc là vướng bệnh lắm đây. Mẹ ơi, đêm nay trời nhiều sao lắm mẹ à. Y như quê mình hồi xưa vậy đó. Con thường nhớ khi còn thơ bé, ấm êm trong vòng tay mẹ. Con thường gối đầu lên đùi mẹ, nằm trên chiếc phản ngoài sân. Rồi hai mẹ con mình cùng đếm sao. Rồi khi con lớn lên rồi xa mẹ đi vào thành phố, mẹ nắm tay con bảo là nhớ mẹ thì nhìn lên trời đếm sao. Mẹ ơi, sống ở cái xóm chợ gầm cầu ẩm thấp giữa Sài Gòn hoa lệ này, con thấy cũng ổn lắm mẹ ạ. Ở đây chẳng có cao ốc chọc trời, chẳng có đua chiên ồn ả. Chỉ có trời, có sao, có mẹ trên trời cao, ngày ngày dõi theo con phải không mẹ? Ông thấy chưa, mẹ chắc tội nghiệp lắm. Ông cho con ở với mẹ cha nha ông. Thôi được rồi, con hãy đi xuống dưới, con tìm hiểu mẹ Trang con nhiều hơn nữa nha. Dạ, con cảm ơn ông. Ừ. Oh yeah. Yeah. Mẹ ơi, con mệt mỏi quá rồi. Con không có mạnh mẽ như bề ngoài vẫn cố. Suốt cuộc đời này, mẹ yêu thương con bằng những tình yêu vô bờ, bằng những răn dạy đúng sai. Để rồi con trao tặng yêu thương cho một kẻ sở khanh chẳng đáng gì.
như mẹ luôn yêu thương con vô điều kiện. Vậy mà ngày xưa con lại non nớt dại khờ, con lại không biết rằng mình đã từng có một tài sản vô giá đến như thế nào. Để rồi giờ đây, khi con chẳng còn gì, người ta bỏ con đi, thì nhìn lại mẹ cũng đã chẳng còn bên cạnh con nữa. Chẳng còn những đêm mẹ chải tóc cho con dưới ánh trăng thầm thì, mặc kệ người đời tham vọng giàu sang, con gái mẹ chỉ cần sống hạnh phúc là đủ. Chẳng còn những lần mẹ tiện con vào thành phố, vui vào tay con dâm ba chiếc bánh quê nhà thủ thị. Trên đời này không phải ai cùng thức với con, và đừng đời không phải chạy toàn hoa hồng. Hãy luôn mạnh mẽ, biết thích nghi cho mọi hoàn cảnh, và chấp nhận khó khăn để đứng lên. Dù con có đi đâu, về đâu, thì mẹ cũng bên con, chờ đón con trở về. Nhưng mẹ ơi, bây giờ mẹ chẳng còn ở rồi. Mẹ biết không, bây giờ con phải tự lo toan cuộc sống một mình, tự vui buồn một mình, vì con không còn mẹ bên cạnh nữa rồi. Mẹ ơi, mẹ không sống đủ trăm năm, nhưng đã cho con dư giả nụ cười và tiếng hát. Chỉ có một lần là mẹ không ngăn con khóc, là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con, là khi mẹ không còn hoa hồng đỏ từ đây hóa trắng. Mẹ à, ở thế giới bên kia, mẹ yên lòng mẹ nhé. Mẹ đừng vội vã lo cho con gái nữa. Con gái mẹ mạnh mẽ lắm. Con gái mẹ sẽ sống thật đàng hoàng và nuôi cháu gái thật tốt. Khuya rồi mà cháu gái của mẹ còn đạp đất mặn, chắc là nhớ bà ngoại rồi đây. Con gái à, thiên thần bé nhỏ trong bụng mẹ ơi, ngủ ngoan con nhé. Trời Sài Gòn đêm nay nhiều sao lấp lánh, như bà ngoại đang vỗ về giấc ngủ của hai mẹ con mình. Mẹ ơi, con muốn về nhà, thêm vòng tay mẹ ôm con vào lòng. Mẹ ơi, con muốn về nhà, sao con càng lớn đường về càng xa. Mẹ ơi, cuộc đời quá dài, chẳng vòng tay nào ôm con thật lòng. Mẹ ơi, con đau rất nhiều, người đời chẳng đánh bằng dối như mẹ đâu. Ôi à mẹ ơi, con gái mẹ lớn thật rồi. Xưa buồn con khóc với mẹ, nhớ mẹ con khóc với ai. Càng lớn đường về càng xa. Thank you.
xưa buồn con khóc với mẹ, nhớ mẹ con khóc với ai. Ngày hôm qua con sợ bóng đêm, một mình mẹ kéo bầu trời sáng lên. Ngày hôm ấy ở giữa cuộc đời, không được phép sợ, không được khóc nhẹ. Ngày hôm qua mẹ gần sao trời, đâu đây bao giấc mơ còn mỗi đêm. Để hôm ấy con lớn thật rồi, chỉ còn thấy mẹ trong mơ. Trong vòng tay nào ôm con thật lòng. Mẹ ơi con đau rất nhiều, người đời chẳng đánh bằng dài như mẹ, mẹ đâu. Chúc mừng con gái Vĩ Dạ đã hoàn thành phần thi của mình. Cảm ơn vũ đoàn Sắc Màu, sự hỗ trợ của hai nghệ sĩ Hoàng Mèo và đặc biệt là sự hỗ trợ của nghệ sĩ Vân Trang. Wow, hôm nay con rất là may mắn nha khi có hai cô chú nghệ sĩ gạo cội để cùng diễn với mình trên sân khấu. Hỏi thăm cô Vân Trang chút xíu nè. Khi cô Vân Trang tập luyện với bé Vĩ Dạ thì cô Vân Trang nhận thấy ở bé này như thế nào? Dạ, lời đầu tiên thì Vân Trang xin được chào ban giám khảo cũng như là quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ạ. Dạ, có thể nói là em bị bất ngờ đó anh. Lần đầu tiên mà gặp cô là đã đọc nguyên một bức thư đó cho cô nghe. Thì thật sự là bé đọc rất là truyền cảm, lên giọng xuống giọng mà không có phải cầm giấy đâu nha. Có nghĩa là thuộc, mà mẹ nói là chỉ có học có 2 ngày thôi đã thuộc cái bức thư đó rồi. Rồi quá trời là khâm phục luôn, bởi vì cô Trang mà học thoại thì chắc cũng không có được như con đâu. Bé học lâu lắm chứ không có nhanh như vậy. Bé rất là có cảm xúc nữa đúng không? Đặc biệt là với cái ca khúc vừa rồi. Thì hôm nay chúng ta cũng mới biết thêm một cái điều nữa từ cô Vân Trang. Không phải chỉ là xinh đẹp, diễn phim hay, diễn kịch hay, mà còn hát cũng hay nữa phải không quý vị? Dạ em cảm ơn anh. Cảm ơn Vân Trang rất là nhiều nha, đã hỗ trợ cho bé Vĩ Dạ trong tiết mục này. Cảm ơn em. Một cái cảm xúc thật là ngọt ngào phải không quý vị? Và trong cái sự ngọt ngào đó có một chút gì đó nó làm cho trái tim mình nó nghẹn nghẹn lại với cái tiết mục này. Mời ý kiến từ các vị giám khảo. Trời ơi, con là một thí sinh đối với chú rất 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 ấn tượng. Câu dẫn chuyện của con, con nói trên trời dưới đất, coi như là dưới biển non sông gì con nói hết, mà con không vấp một lời nữa. Cái đó là chú rất khâm phục con luôn. Mà cái giọng nói rất là truyền cảm, nói ra coi như dằn đóng đinh, thuyết phục, làm người ta chú ý. Con biết là con đứng trên sân khấu không rời mắt vì con được, bởi vì cái cách nói chuyện của con quá chuyên nghiệp và như một MC thực thụ mà phải thu hút mọi người. Bây giờ chú biết là ba vị giám khảo còn lại cảm xúc dâng trào để nói với con, cho nên chú sẽ không nói tiếp, chú chỉ cho con 2 từ: xuất sắc. Cảm ơn chú Quang Lê. Xin mời ý kiến từ cô Thanh Hằng. Xuất sắc con ơi. Tuyệt vời lắm con ơi. Thôi giờ cô nhường lại lời cho dạ, cô Việt Hương. Tuyệt vời như thế nào thì nhờ cô Việt Hương nói tiếp ạ. Cái gì mà nói về mẹ thì đánh vào cái lòng của Hương, nghĩ là tất cả các bạn, kể cả khi các bạn lập gia đình thì cái lúc mà mang thai cũng là cái người mẹ là cái người chăm sóc mình nhiều nhất. Nhưng hôm nay cô chấm cho con là cô sẽ tách ra 2 phần. Một phần là MC và một phần là diễn viên. Nếu như hôm nay con là MC thì con đã xuất sắc trong vai trò của con rồi. Nhưng bên cạnh đó cô muốn con phải diễn bằng cái cách là khi con nói một câu văn chữ gì, con phải có cái điểm dừng để nhấn nhá hoặc biểu lộ tình cảm, chứ không đọc suông. Phần cảm xúc thì con nghe cô Vân Trang đọc khác con rất nhiều. Và hôm nay cái may mắn là cô Vân Trang cổ diễn quá giỏi mà cổ lại hát hay nữa, cho nên cổ nâng con lên ở cái phần diễn viên. Và cô Vân Trang đã thoại theo cái người mẹ vừa mất mẹ và chuẩn bị làm mẹ. Còn con quá nhỏ để con biết cái điều đó, cho nên khi con cảm xúc con đọc với ông Tiên Hoàng Mèo ở trên kia kìa, thì cô Việt Hương muốn là con phải diễn theo cái giọng nói của cái đứa bé muốn như vậy.
chứ không phải là đọc văn như là một cái người MC. Nên đó với cô Hương á, ngay từ đầu cô mê con lắm. Tại vì khó có đứa trẻ nào mà thuộc lời, nói giỏi, hát hay, diễn được như con. Mà nhưng, đẹp nữa cô Hương. Dạ, mà xinh đẹp. Mà đã vậy con còn ở vùng xa tới đây, mất thời gian rất nhiều. Nhưng hôm nay cô phải khó một chút xíu, để càng bước về sau, càng các bạn giỏi hơn, thì cái sức ảnh hưởng của con đối với khán giả, người ta phải cảm thấy thuyết phục 100%. Thì người ta nói, ồ, ồ bé, nó thuyết trình giỏi quá, à, hùng biện giỏi quá. Nhưng khúc vô tình cảm là con phải tình cảm chứ không có thuộc lời. Con thuộc lời nó bị đều, làm mất cái tình cảm đó đi. Giống như con nói với chú Hoàng Mèo á, ông ơi, con thương mèo đó quá, con muốn ở với mẹ đó đã có thai 5 tháng rồi, mà mẹ còn chưa thấy mẹ khỏe mà bị ngén ăn. Những cái lời đó là những lời tình cảm chứ không phải những lời thuộc lòng ha. Cho nên cô Phương Hương phải chia hai cái mạch ra để nói cho con hiểu, bị gì con nhỏ quá. Cái mạch MC con làm xuất sắc, nhưng mà cái mạch về diễn viên để nói về cái tình cảm thì chưa có đủ cảm xúc, cho nên cô sẽ trừ con một chút xíu điểm thôi, yên tâm dạ. Nha. Ừ, cảm ơn cô Hương. Đúng là cô cũng đồng cảm với các cô chú ở đây như vậy đó. Khi mà con ra đọc cái bài văn á, thực sự con là một thiên tài thần đồng chứ không phải là giỡn đâu. Bài mà có rất là nhiều từ trúc trắc ở trong đó mà con thuộc lòng hết. Còn cái phần mà cô Việt Hương nhận xét con về biểu diễn á, về cái cách con diễn xuất á, thì đúng thật là cô Việt Hương nhận xét con hoàn toàn là chính xác. Phải có những cái điểm dừng, phải có thêm những cái diễn xuất. Nhưng mà cô biết là con chưa đâu, tại con còn nhỏ quá, đang là thể hiện cái thế mạnh là nói trước, cho nên giống như một cái nhân vật dẫn chuyện vậy đó. Cho nên với cô thì cô có thể chăm chút chút xíu, nhưng mà nhớ lời cô Việt Hương, phải về, nếu mà được vào vòng trong có diễn xuất thì phải tăng thêm cái phần diễn xuất nữa ha. Với thực sự là chú Quốc Đại rất là khôn khéo khi mời người bạn thân của mình là cô Vân Trang vào đây, làm cho tiết mục của con rất là đẹp, rất là giàu cảm xúc, và cô hát rất là hay. Cho nên đối với cô, tiết mục này là một tiết mục hoàn chỉnh. Cảm ơn con. Cảm ơn cô Đoan Trang. Giờ con muốn nghe điểm số từ cô chú nào trước đây? Cô Việt Hương. Cô Việt Hương, cô cho con bao nhiêu điểm? 9 điểm, hết 50. 9 điểm rưỡi đó con. Rồi ai nữa? Cô Đoan Trang. Cô Đoan Trang. Cô cho con 10 điểm. Wow. Đây tấm hôn duyên sao, nhắc đến biệt ly thương cảm nỗi sâu, tiếng về nức nở tràn chưa sân trường, còn lại hai đứa cầm tay nhau nói nhiều cũng rơi trong lòng vẫn vương, nhớ những bạn thân chung một mái trường, biết bao kỷ niệm mang đến thương rồi, một tà áo tím dù xa nhau.
lúc còn học sinh. Tà áo trinh nguyên tô thắm sân trường, đời học sinh vẫn nét đoan chính, tươi đẹp như màu hoa xinh. Có đôi khi thấy buồn một mình, tâm hồn không phiền không sầu vì ai. Màu mắt hăng ngay tóc xóa buông dài, lời yêu đương vẫn xót bên tai, nhưng lòng chưa hề yêu ai. Xuân sinh ước hẹn ngày mai, tuổi thơ đi qua rồi, bạn bè người một nơi, xa xôi cách trở phương trời, thương nhau nhắn nhủ đôi lời, nhớ những lúc bên nhau gọi tên, vui say sưa mái trường thân mến. Và bao niềm tâm tư khó quên, bây giờ kỷ niệm trốn vào thời gian, ngày tháng trôi qua hoa nở phai tàn, tìm tương lai giữa chốn xa hoa, phiêu bạc cuộc đời phong ba. Nhớ thương về kỷ niệm ngày qua, tìm tương lai giữa chốn xa hoa, phiêu bạt cuộc đời phong ba. Nhớ thương về kỷ niệm ngày qua. Con xin chào ban giám khảo và tất cả quý vị khán giả ở đây. Con tên là Hoàng Thị Hồng Yến. Năm nay con 12 tuổi, con đến từ thành phố Long Xuyên, An Giang. Hôm nay con xin trình bày hai câu vọng cổ 5-6. Thì ra trong giấc ngủ cháu nằm mơ. Yeah.
Ai, chúc mừng con. Rất là dễ thương. Hồi ơi, con học hát cải lương lâu chưa? Dạ, con biết hát từ hồi lúc 4 tuổi. Đến nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, 12 tuổi. Vậy là 8 năm rồi đó. Ai dạy con hát? Dạ, ba con. Ồ, ba con có đến đây cổ vũ cho con không? Ba con mất rồi. Ừ, lâu chưa con? Ba con mất rồi, con học năm lớp 3 rồi. Ừ. À, vậy là những năm vừa qua là con sống cùng với mẹ hả? Ừ. Mẹ con làm nghề gì nè? Mẹ con mua dây chai. Mẹ có ở đây không con? Dạ, mẹ con ngồi ở trên. À, vậy là bao nhiêu năm qua là không có ba, một mình mẹ phải tảo tần nuôi con đúng không? À, các cô chú nhận xét về phần trình diễn của con như thế nào? Mời cô Thanh Hằng ạ. Cái giọng ca của con á rất là lạ, sáng, con có đặc biệt riêng của con. Cho nên là cô nghĩ rằng con bước vào trong nữa thì sự huấn luyện của cô Bình Tinh sẽ tập cho con thêm về cách diễn và cái cách xử lý. Cô rất là khuyến khích con và cô sẽ cho con một vé để bước vào. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Cảm ơn con. Mời chú Quang Lê ạ. Con ca trừ bằng cái tâm. Chú mê nhất là khi mà con xuống cái câu năm ai á, nó ngọt làm sao mà không cưỡng nổi luôn. Nghe cái câu đó xong cộng thêm cái hoàn cảnh mà con kể ra đó, chú lại càng thương hơn con nữa. Chú cho con 2 phiếu luôn. Cảm ơn chú Quang Lê. Mình có 2 phiếu rồi, từ cô Thanh Hằng và chú Quang Lê nè. Cô Đăng Trang có dành cho con thêm 1 phiếu nữa không? Cái làn hơi của con rất là đầy, cho nên con hát, con nhả chữ rồi xong rồi con xử lý cái bài này nó rất là đẹp. Cô chúc mừng con được lọt vào vòng sau. Cảm ơn cô Đăng Trang. Nghe con hát á, rồi nghe con nói á, giữa cô Tinh với con có nhiều cái giống nhau lắm. Cái thứ nhất là cô Tinh với con cùng bắt đầu đi hát lúc 4 tuổi. Cái thứ hai là cô Tinh và con cùng có một nỗi đau là mất cha. Cho nên là cô Tinh mong là cô cháu mình sẽ cùng cố gắng. Cô Tinh sẽ cố gắng để cho con sẽ thể hiện được tất cả những cái tài năng của con. Trước là báo hiếu cho mẹ và sau là cho vong linh của ba con được hãnh diện về con. À, con đến với cô giáo của mình nè, cô Bình Tinh. Con kính chào ban giám khảo và quý vị khán giả. Con tên là Nguyễn Võ Ngọc Đào, năm nay con 8 tuổi. Sở thích của con là ca hát và nhảy múa. Dạ, và con xin hát bài Tiếng Đàn Ta Lư. Trời ơi, kiếm bài nhắc rồi ha, Tiếng Đàn Ta Lư rồi vậy nha. Trong tiếng đàn
ơi tuyệt vời quá con ơi, là con sao mà có thể nó khác biệt đến như vậy chứ. Lúc mà con nói đó thì chú Nghĩa có cảm giác cái giọng con giống cô Việt Hương là sát đất vậy nè, mà khi con hát một cái chú Nghĩa mới ngồi ngóc là ê con xuống con nè. Trời ơi cái giọng đó mà cao chót vót chuẩn biết nè. Chị giàu ơi chị giàu, em xin lỗi chị. Em xin lỗi chị, em khi dễ chị. Hồi nãy chị giới thiệu bài này một cái là em lo liền, bị cái giọng chị là giọng dầm khàn giống em đó. Cái nói ta lanh quá ha, đàn ta rưng đồ gì, lát nó không được biết tôi. Trời vừa cất giọng hát lên kêu chị liền chứ bộ. Chị giàu á, chị giàu. Chị có cái hơi nói bình thường á là cái hơi của em, mà khi chị cất lên là hơi của bà Ngọc giàu má em. Trời cái hơi khủng khiếp. Trời ơi nể phục, không còn nói gì được nữa. Còn nói gì nữa em xin lỗi chị không? Dạ mời chị vô vòng trong chị. Chú không nói mà chú sẽ làm một cái logo của Thanh Hằng mùa 1. Ví dụ gì? Mãi lưu truyền cho thế hệ mai sau. Vậy đó. Bây giờ cái vấn đề ở chỗ là cô không biết con nên về chú Chí Thiện hay là chú Quốc Đại. Con quá tuổi đi vô lớp chú Quốc Đại rồi cô Trang ơi. Theo chú á thì để tốt nhất cho con thì con về đội chú Chí Thiện. Tưởng anh dành cho em nữa chứ. Chứ là chú Đại cũng rất là muốn dành con về nhưng mà... Con quá tuổi đi vào lớp của chú rồi chú ơi. Chú đó. Tiếc lắm luôn. Chú Chí Thiện thấy sao? Giọng ca của bé thì đầy nội lực và cái với cái giọng này thì hát được rất nhiều thể loại. Hát được nhạc nhẹ, hát được nhạc đen. Chạy về với chú Chí Thiện. Một tài năng của tôi. Con chào ban giám khảo và ban khán giả. Con tên Châu Kim Vàng. Hôm nay con 11 tuổi. Con xin trình bày hai câu giọng cổ, năm sáu giọng rau của mẹ. Mẹ ơi đêm nay con ngồi làm dân ta về người mẹ. Mà nước mắt con trải dài trên má nghi nghĩ về giọng rau và mỗi bước chân quen của mẹ đi về. Lúc mẹ đã cầm theo bao khó nhọc bộ mình như dấu trong hồi buộc con suy nghĩ sẽ làm gì để mẹ được vui vất vả muôn phần. Chúc mừng con gái đã hoàn thành phần thi của mình. Dạ cô Thanh Hằng thấy sao ạ? Trước tiên là cô khen con là con có một cái giọng ca riêng biệt của con. Cái giọng, cái âm, cái voi của con á, cái âm quản của con nó có một cái riêng, không có giống, không con không giống ai á. Thứ hai nữa, con ca con rất là khôn khéo.
Khi mà con xuống giọng cổ chút xíu nữa thôi con bị đuối hơi. Mặc dù con xuống rất là gấp, nhưng mà trong cái gấp đó không bị gãy. Điều đó là ok. Thì đây là cái lợi thế cho cái huấn luyện viên của con là cô Bình Tinh. Đó, là tại vì con biết diễn, con biết đi tới đi lui, và con diễn tả trong cái ánh mắt, nụ cười và bàn tay của con. Cái đó là cái lợi thế cho người huấn luyện viên để không con không bị thiếu. Cô thấy con gái như thế nào đây, cô Bình Tinh? Dạ, thực sự là con ca mà còn có 4 nhịp chót, 8 nhịp chót mà cô rất là hồi hộp luôn, cô ngồi mà cô rung lắm. Nhưng mà vuông tròn rồi, bây giờ còn 3 vị giám khảo nữa, cô cũng đang chờ đợi tin mừng rồi, xong rồi cô có thể có con được trong vòng tay của cô. Tiết mục của con đúng là quá an toàn. Dạ. Nhưng mà nó đẹp, nó mềm mại, nó ngọt ngào. Dạ. Cho nên cô cũng mong là nếu như con có một cái cơ hội thì với cái khuôn khổ của cái vòng này á, thì cô cũng mong là các thầy cô, tất cả mọi người ủng hộ cho con để con được vào vòng trong, để con có cơ hội được rèn giũa và sẽ tiến triển hơn nhiều. Vậy là cô Trang sẽ dành một phiếu cho con. Yes. Cảm ơn cô Đoàn Trang. Cô Diệu Hương sao ạ? Cho vô. Cho vô luôn. Cảm ơn cô Việt Hương. Cô Bình Tinh ơi, đó học trò mới nè. Dạ rồi, cảm ơn nhà trường, cảm ơn con. Chúc mừng Bình Tinh với cột trò mới của mình.